Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại một khoảnh khắc đáng khen ngợi của chàng thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ. Theo đoạn clip ghi lại, khi đang di chuyển trong một con hẻm nhỏ, tài xế xe ôm công nghệ này suýt bị cánh cửa cổng của một hộ dân đạp trúng. Hóa ra, nhà dân này đang lắp ráp cửa cổng, do cánh cửa quá nặng dẫn đến mất thăng bằng, suýt ngã trúng nam tài xế. Theo phản xạ, tài xế lách sang bên kia đường để tránh sự cố nhưng lại đâm trúng một chiếc ô tô khiến anh ngã xuống đất. May mắn anh chàng không gặp chấn thương nào sau sự cố. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện ra chủ nhà đang loay hoay xử lý cánh cửa cổng, nam tài xế mau chóng đỡ xe dậy, chắt gọn vào lề đường rồi chạy đến giúp đỡ chủ nhà kia. Toàn bộ hành động đẹp của nam tài xế được camera an ninh ghi lại. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước thái độ và cách ứng xử của nam tài xế này.